Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và hiện tại thì mình đang ở ngay trước cổng chùa Sơn Thiên Tự các bạn, thuộc thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Và hôm nay mình đến đây á là mình có theo một cái người bạn dẫn đường của mình. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái người bạn dẫn đường của mình nha. Rồi mời các bạn cùng theo chân mình nè. Các bạn, đây là người bạn dẫn đường của mình bữa nay nè các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng làm quen với bạn này nha. À, xin chào các bạn, mình tên là Giỏi. Hôm nay thì đến đây chùa Sơn Thiên Tự, mình sẽ dẫn các bạn xem một số di tích cổ xưa của Sơn Thiên Tự. Thì thứ nhất thì tham quan ở đây thì chùa Sơn Tiên. Mình dẫn các bạn lên xem bàn chân tiên, di tích xưa. Xin mời các bạn theo mô chân. Xem đây là bàn chân tiên, đây là khu di tích xưa kể lại rằng là có một ông tiên bước ngang lên tảng đá này và qua núi Tô. Đây là bàn chân trái của chân tiên và bên núi Tô một bàn chân phải. Thì xin mời các bạn xem rõ ràng nha. Đây là bàn chân nó bằng chưa thật chứ không bằng đục đẽo nha. Là xin mời các bạn coi nha. Bàn chân rất là to, in rất là rõ nét luôn nha các bạn. Xin mời các bạn coi nha. Đó. Đây là bàn chân ân chặt thử chứ không phải là đục đẽo. Rồi sau đó mình sẽ dẫn các bạn xuống tham quan một ngôi chùa ở trên đỉnh núi Sơn Tiên. Quan chùa trên đỉnh núi Sơn Tiên nha. Trên đồi chùa đỉnh núi Sơn Tiên đặc biệt đó là có một ngôi chuông cổ, chuông đồng rất là to. Rồi xin mời các bạn. Đây cái chuông rất là to. Xưa là khu quân sự của nước ta, đó là cái sân bay và quân đội đóng ở đây chứ không phải là được như bây giờ. Bây giờ là người ta đã khai phá là lập chùa lập miếu ở đây, là khi xưa là cái khu sân bay và quân sự ở đây. Ở đây mình đang đứng là đỉnh núi của Sơn Thiên Tự của Ốc Eo núi Ba Thê. Mình nhìn toàn cảnh xuống đây là nguyên khu vực là Ốc Eo, bên thứ bên tay trái bên mình là dãy chợ của Ốc Eo, còn núi nhỏ đó là nguyên toàn khu quân sự của Ốc Eo. Còn mình nhìn xa xa ngoài đó là những cánh đồng bạc ngàn. Mình nhìn những xa đó là mình nhìn thấy dãy núi là núi Tô hoặc là bảy núi dài lên núi cuối của Tô. À, xin mời các bạn nhìn nha. Xin mời các bạn hành trình cho mình ghé thăm hang của ông Hổ nha. Xin mời các bạn bước vào.
xin lỗi các bạn, đây là hang của ông Hổ. Khi xưa là có ông Hổ Phật về đây sống, thì người ta cũng đã lập lên miếu thờ ông Hổ bây giờ. Xin mời các bạn bước vô tham quan nha. Xin mời nói bước theo chân mình thanh thêm đỉnh núi chót ông Tà. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn, đây là miếu của ông Tà. Khi xưa ở đây là chỉ là một tảng đá thôi, bây giờ người ta đã thỉnh thờ thần về đây để người ta thờ. Xin mời các bạn tham quan. Xin mời các bạn, đây là đỉnh của Thạch Đại Đao. Ở đây là một thanh gươm tự hòn đá mà mọc lên mà có nha. Xin mời các bạn coi nha, tham quan. Hình dạng hình thù y gan là thanh gươm. Chập bỏ nó đi. Dạ, bỏ. Tự nhiên chứ không đục đẽo như các bạn. Màu. Rồi xin mời các bạn theo chân mình lên xem Thạch Đại Đao nha. Rồi xin mời các bạn. Đây là đỉnh của thanh Thạch Đại Đao. Là khi xưa là hòn đá tự mọc hình thù giống như là Thạch Đại Đao, sau đó được người dân và nhà nước người ta công nhận, rồi người ta đem lên thờ miếu. Rồi xin mời các bạn theo chân mà lên xem Thạch Đại Đao. Đây đúng đấy. Để cái cây này đi. Đây là cũng một cái hang dơi. Hồi xưa là có một sư cô đó ở Tiền Giang, ở đây tự tu mà ở, là bây giờ cũng đã xây cắt cũng chùa chiền này kia. Xin mời các bạn xuống tham quan nha. Cái điện nữa nè.
xin mời các bạn nha. Đó là cũng là một tảng đá quang du, một cái hang quang du là sư cô đối tự ở đây ở và tu hành là trọn lõn trong cái hang này. Còn bây giờ người ta đã được người tu sửa lại xây cắt. Thì hôm nay khi mình lên núi Ba Thê đó, mình đi chung với anh Ba Tịnh Biên. Ba Thê là thuộc Ốc Eo, là quê nhà của anh Ba Tịnh Biên nè các bạn. Này, nãy giờ anh Ba Tịnh Biên cũng quay rất là nhiều. Và dẫn mình thì đó là bạn Giỏi chạy xe đa ôm ở núi Ba Thê này các bạn. Anh Giỏi thì ngoài việc chở khách lên thì còn có thể hướng dẫn cho các bạn các cái điểm du lịch ở trên núi Ba Thê. Và nếu các bạn mà có nhu cầu nào mà đến núi Ba Thê, các bạn đi bộ hơi khó khăn, các bạn có nhu cầu đi xe lên những cái điểm du lịch và nghe hướng dẫn những cái điểm đến ở trên núi Ba Thê, thì các bạn có thể liên lạc với anh Giỏi qua số điện thoại. Bây giờ mình sẽ nhờ anh Giỏi đọc lại số điện thoại để nếu như các bạn có nhu cầu các bạn lên đây tham quan thì các bạn có thể liên lạc với anh Giỏi ha các bạn. Chào, xin chào các bạn nha. Nếu các bạn muốn xuống Ba Thê tham quan núi thì cần xe ôm thì liên lạc cho mình nha. Số điện thoại của mình là 0375 727 091. Mình đi lên núi Ba Thê xong đó các bạn, anh Ba Tịnh Biên mời mình về nhà của anh Ba Tịnh Biên để mà ăn một bữa ăn do anh Ba nấu. Hai cái món ăn quan trọng sẽ đăng trên cái kênh anh Ba Tịnh Biên. Các bạn đón xem coi hai món ăn này, hai món ăn gì nha. Mình chỉ cho các bạn xem sơ qua hai món này thôi. Vậy là clip của mình tới đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha các bạn.